nữ diễn viên người Việt Ngô Thanh Vân sẽ đóng phần 2 của phim Những Chiến Binh Bất Tử series hành động do minh tinh Charlize Theron đóng chính. Cô bày tỏ háo hức khi nhân vật của cô Quỳnh, nữ chiến binh có siêu năng lực trở lại trong phần 2, dự kiến khởi quay đầu năm 2022. Trên trang Make Action Cinema, đạo diễn Gina Prince Bitterwood đã nói rằng phần 2 sẽ bám sát tiểu thuyết nguyên tác. Phần 1 ra mắt vào tháng 7 năm 2020, kể câu chuyện về Andy, cô dẫn đầu một nhóm lính đánh thuê, gồm những người bất tử tồn tại gần 1.000 năm. Họ không biết tại sao mình bất tử, chỉ biết rằng những vết thương chí mạng cứ thế tự lành lặn, không để lại dấu vết nào. Nhóm lính cứ thế sống qua hàng trăm năm, cho đến khi sự bất tử dần biến mất. Đến thế kỷ thứ 17, Andy và Quỳnh bị tra tấn và kết tội là phù thủy. Andy chứng kiến Quỳnh bị nhốt vào một quan tài sắt và ném xuống biển, song không thể giải cứu. Sau khi trốn thoát, cô đi tìm Quỳnh hàng trăm năm nhưng mất dấu. Trên Instagram, Charlize Theron đăng ảnh hậu trường bên Ngô Thanh Vân, nói may mắn khi làm việc cùng cô. Trong truyện gốc, nhân vật của Ngô Thanh Vân là người Nhật Bản có tên là Noriko, tuy nhiên khi nhận vai, cô yêu cầu đổi thành tên Việt. Và đã được ekip chấp thuận. Bên cạnh Charlize Theron và Ngô Thanh Vân, phim quy tụ dàn sao đa quốc tịch. Tác phẩm gây chú ý trên một nền tảng xem phim trực tuyến. Vào top 10 phim do hãng sản xuất được xem nhiều nhất từ trước tới nay. Ngô Thanh Vân sinh năm 1979 mang biệt danh Đả Nữ sau thành công của phim Dòng Máu Anh Hùng năm 2007, đóng cùng Johnny Trí Nguyễn. Sau đó cô chuyển hướng sang sản xuất phim và có nhiều tác phẩm gây chú ý như Tấm Cám, Chuyện Chưa Kể và Cô Ba Sài Gòn. Năm 2019, phim Hai Phượng do Ngô Thanh Vân sản xuất và đóng chính thu hơn 200 tỷ đồng, lọt vào danh sách tác phẩm Việt ăn khách nhất mọi thời. Cô từng xuất hiện trong các phim Hollywood như Ngọa Hổ Tàng Long, Mệnh Kiếm, Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao, phần phim Hiệp Sĩ Jedi Cuối Cùng, Năm Chiến Hữu.